Ngày ấy có lệnh của Hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea, trở về quê quán của David, gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người đang có thai. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền đó có những người mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt. Đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô, đấng cứu thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc cùng với các thiên thần có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ chúng ta đã quá quen với câu thành ngữ vui như Tết. Thế nhưng nhìn bầu khí trong thánh lễ này, hoặc là những ngày qua, có lẽ chúng ta có thể đổi thành vui như Noel, vui như Giáng sinh. Đâu là lý do để người ta vui mừng trong dịp Giáng sinh vậy? Phải chăng là các nhà thờ trang hoàng lộng lẫy với đèn sao? Hay phải chăng người ta nhận được những cánh thiệp, những món quà? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những thứ đó chỉ là thứ yếu thôi. Còn lý do cốt lõi của niềm vui Giáng sinh, nó nằm ở trong cái thông điệp mà giáo hội muốn gửi đến mọi người khi cử hành lễ Giáng sinh. Hôm nay Đức Kitô, đấng cứu độ chúng ta, đã ra đời. Đó chính là lời mà thiên thần đã loan báo cho các mục đồng ngày xưa và cả cộng đoàn chúng ta vừa ca vang lên trong phần đáp ca. Hóa ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái niềm vui đích thực của lễ Giáng sinh nó được gói ghém trong món quà quý giá mà Thiên Chúa dành tặng cho nhân loại. Món quà đó chính là hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ. Niềm vui đó không chỉ là có Thiên Chúa ở cùng, mà đây là niềm vui được giải thoát, được cứu độ, như lời ngôn sứ Isaiah đã mô tả trong bài đọc 1 chúng ta đã nghe. Đoàn dân lần bước đi trong đêm tối đã thấy được ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong bóng tối đã
nhận ra một ánh sáng soi tỏ. Ánh sáng đó, ánh sáng từ trời cao đã đến trần gian để dẫn đưa con người đi vào con đường cứu độ, để dẫn đưa con người trở về với tình thương bao la của Thiên Chúa. Thế nhưng thường thì người ta không nhận biết, hay là người ta vẫn thờ ơ đối với những cái điều quý giá ở ngay bên cạnh mình. Quý bạn chị em cứ để ý thì thấy. Thế cho nên Thánh Gioan đã phải thốt lên là người đã đến nhà của Ngài, nhưng gia nhân của Ngài, nhưng người nhà Ngài không tiếp nhận. Còn trong bài tin mừng, Thánh Luca đã thuật lại cho chúng ta, giúp chúng ta nhận ra những thái độ khác nhau trước tin mừng Giáng sinh. Đó có thể là thái độ thờ ơ của những người chủ quán, khiến cho Đức Maria và Thánh Giuse nó phải đi gõ cửa hết quán trọ này đến nhà nghỉ nọ, để cuối cùng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu không còn chỗ nữa. Rất may vẫn còn những mục đồng, những con người đơn sơ, chất phác, chân thành. Và chính sự đơn sơ, chất phác, chân thành đó đã giúp cho họ được đón nhận tin vui Giáng sinh, được chứng kiến đạo binh thiên thần hòa vang lên bài thánh ca của đêm thánh, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Còn chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta có thái độ như thế nào trước mầu nhiệm Giáng sinh? Kính thưa quý ông bà chị em, nếu thành tâm xét mình, có lẽ chúng ta cũng thấy rằng nhiều khi chúng ta cũng đóng vai những người chủ quán giống như những chủ quán trọ năm xưa thôi. Bởi vì chúng ta cũng mở lòng ra đối với người này, nhưng lại sẵn sàng giang tay xua đuổi những kẻ khác. Chúng ta không có giăng lên cái bảng là hết chỗ trọ, nhưng mà chúng ta vẫn giăng lên những tấm bảng không rảnh, bận lắm. Qua những hành động thiếu tế nhị, qua những cử chỉ thiếu thiện chí đối với một ai đó, thậm chí là những người thân, người vợ, người chồng, con cái trong gia đình của mình. Và như thế thì chẳng khác gì chúng ta cũng quay lưng lại với Đức Maria và Thánh Giuse, đồng thời mình cũng vô tình quay lưng với hài nhi Giêsu bé bỏng. Tệ hại hơn nữa, ngày hôm nay vẫn còn những người chủ quán vẫn cố gắng làm đầy cái túi của mình, cái túi của tham vọng, của quyền lợi, mà không quan tâm đến những nhu cầu của người chung quanh, để sẵn sàng gây tổn thương cho người khác, gây thiệt hại cho xã hội. Những quý ông bà, anh chị em theo dõi tin tức những ngày qua, chúng ta sẽ nhận ra ngay có nhiều quan chức bị khởi tố bởi cái tội tham nhũng, hối lộ. Đau buồn hơn mấy cách đây mấy ngày, công an ở Đồng Tháp ta điều tra một người mẹ đã nhẫn tâm bỏ đứa con của mình mới 14 ngày tuổi thôi vào chiếc hộp nhựa để thả trôi ở dưới sông, rồi báo là mất tích. Thế những con người đó chẳng khác gì giống như những chủ quán trọ ngày xưa, đã thêm những vết đen, đã thêm những nốt buồn, nốt trầm vào cái bầu khí tưng bừng, vui tươi, thánh thiện của mùa Giáng sinh này. Bình an dưới thế cho người thiện tâm, lời ca của các thiên thần năm xưa nhắc cho chúng ta rằng niềm vui đích thực, niềm vui của lễ Giáng sinh chỉ đến với những con người thật.
thành tâm thiện chí. Đó là những ai? Đó là Đức Maria này, đó là Thánh cả Giuse này, đó còn là những mục đồng nữa. Thiên Chúa không phải là không có lý do khi Ngài chọn cho con Ngài một người cha tận tụy đầy trách nhiệm, một người mẹ dịu hiền đầy lòng yêu thương, và những người bạn là những mục đồng chân thành quảng đạt. Để rồi chúng ta nhận ra trong cái khung cảnh của đơn hèn của hang đá Bethlehem, được vây quanh bởi những con người thiện tâm đó, cho nên niềm vui, sự bình an của Giáng sinh đã trang hòa, đã lan tỏa. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta đã sẵn sàng để đón nhận, để làm lan tỏa niềm vui Giáng sinh hay chưa? Nếu như ai để theo dõi tin tức, cách đây 2 tuần có một cái câu chuyện mà khiến cho nhiều người cảm thấy ấm lòng trong cái mùa lạnh lẽo những ngày này. Câu chuyện của một em bé học sinh lớp 9 thôi ở Bình Định. Có người mẹ bị bệnh, nhà nghèo lắm. Người mẹ bệnh mà không có quần áo để thay, muốn mua cho mẹ một bộ quần áo mới, em lên mạng để book order trên mạng, có 90.000 thôi, mà thực sự em chưa có tiền. Chỉ nghĩ trong bụng là những ngày này mình sẽ đi nhận franchise để rồi sẽ có đủ tiền, đến khi người ta giao hàng thì đủ tiền để nhận hàng. Nhưng mà đi nhận franchise mấy ngày mới được có 30.000 thôi, thì người ta đã giao hàng rồi, không đủ. Đành bom, đành từ chối. Thế nhưng có một cái người chủ cái shop đó, khi nghe cái câu chuyện, khi nghe cái gia cảnh của em, đã đồng cảm. Để rồi cho em miễn phí cái bộ đồ đó, thậm chí còn cho thêm tiền nữa. Rồi cái câu chuyện nó cứ tiếp tục lan tỏa, để rồi gặp những con người tốt bụng, những con người quảng đại, những vị bác sĩ tốt bụng. Và cuối cùng câu chuyện có một cái kết thúc đẹp. Người mẹ đã được chữa trị và trở về nhà lành mạnh. Đấy, từ tấm lòng hiếu thảo của một em bé, từ tấm lòng tốt của một cô chủ shop, từ những tấm lòng quảng đại sẵn sàng chia sẻ của các vị bác sĩ, của cư dân mạng, đã kết nên, đã dệt nên một cái câu chuyện vui, một phép lạ giữa đời thường. Ngày hôm nay cử hành lễ Con Thiên Chúa Làm Người, đón nhận niềm vui Giáng sinh, chúng ta cũng có trách nhiệm làm lan tỏa cái niềm vui đó qua những nghĩa cử, qua chính đời sống yêu thương phục vụ của chúng ta. Cử hành mầu lễ Giáng, mầu nhiệm Giáng sinh, chứ chỉ mỗi người chúng ta cũng kín mốt được phần nào cái tinh thần quảng đại bác ái, sự đơn sơ thánh thiện của hài nhi Giêsu, để rồi mình quyết dành cho Chúa hài nhi một chỗ xứng đáng trong tâm hồn, trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, và cả trong xã hội của chúng ta nữa. Để rồi với sự hiện diện của Con Thiên Chúa Làm Người, tất cả chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua những bức tường ngăn cách, để rồi cộng tác với nhau, hiệp hành với nhau, làm cho niềm vui, làm cho bình an mùa Giáng sinh ngày càng lan tỏa trong cuộc sống, trong xã hội hôm nay. Với những tâm tình đó, cộng đoàn chúng ta cùng tiếp tục dâng thánh lễ này để tôn vinh ngợi khen tình thương của Thiên Chúa, và xin Chúa dùng chúng ta như khí cụ để đem tình thương, đem bình an của Thiên Chúa đến cho mọi người.